Chào mừng quý vị quay trở lại với channel OVBiz. Chuyện con cháu lãnh đạo cấp cao đi theo con đường cách mạng chính trị của gia đình không mấy xa lạ tại Việt Nam bởi họ đã có nền tảng ngay từ nhỏ. Trong video này, xin mời quý vị cùng OVBiz điểm danh Người con của những khai quốc công thần trở thành lãnh đạo cấp cao. 1. đặng Xuân Kỳ, con cố tổng bí thư Trường Trình Trường Trình, 9 tháng 2 năm 1907, 30 tháng 9 năm 1988, tên khai sinh là Đặng Xuân Khu, bí danh Anh Nằm, là một nhà lý luận chính trị, chính khách Việt Nam. Ông là chủ tịch nước thứ hai của Việt Nam từ năm 1981 đến năm 1987. Ngoài ra, ông cũng từng giữ các chức vụ quan trọng khác trong hệ thống chính trị như Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất 1941-1956, lần thứ hai 1986, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội 1960-1975 và Chủ tịch Quốc hội khóa 5-6. Trường Trinh còn được biết đến là một nhà thơ cách mạng với bút danh Sóng Hồng. Cố Tổng Bí Thư Trường Trinh có vợ là bà Nguyễn Thị Minh, 1912-2001, người cùng làng hành thiện. Hai ông bà có bốn người con, trong đó người con đầu là Đặng Xuân Kỳ, mùng 2 tháng 9 năm 1931, mùng 6 tháng 6 năm 2010, giáo sư triết học, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 6-7, nguyên phó chủ tịch hội đồng lý luận Trung ương Đảng, nguyên viện trưởng viện nghiên cứu chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội Nhân văn, Phó Viện trưởng Viện Triết học Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ông là con trai của nhà cách mạng Việt Nam Trường Trinh. Năm 1950-1960, tham gia quân đội nhân dân Việt Nam, phục vụ trong binh chủng pháo binh. Sau đó tham gia xây dựng những đơn vị hải quân đầu tiên của Việt Nam là Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 1960-1963, học tại khoa triết học Trường Đại học Tổng hợp Lomolosov Liên Xô Cũ. Ông từng giữ các chức vụ Phó Viện trưởng Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh 1981-1987, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mark Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, nay là Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 9, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 67. Ngày 6 tháng 6 năm 2010, qua đời tại nhà riêng, nhà 2A3 khu biệt thự Trung tự, phường Trung tự, quận Đống Đa, Hà Nội, do bệnh ung thư, hưởng thọ 79 tuổi, an táng tại Nghĩa Trang Mai Dịch Hà Nội. Đặng Xuân Kỳ được người nhà ví như một trợ lý của cha mình là cố tổng bí thư Trường Trinh. Hai người thường xuyên đi dạo và thảo luận về các vấn đề quan trọng của đất nước lúc đó. Chính ông Kỳ đã cung cấp cho cha mình nhiều thông tin thực tế về đời sống của dân chúng, về tình hình kinh tế đất nước mà các báo cáo chính thức gửi lên Trung ương chưa chắc đã đề cập đến. Ông còn có con trai là tiến sĩ Đặng Xuân Thành, hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. 2. Phạm Sơn Dương, con trai cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Phạm Văn Đồng mùng 1 tháng 3 năm 1906, 29 tháng 4 năm 2000. Bí danh Anh Tô là một nhà cách mạng, nhà ngoại giao và chính khách người Việt Nam. Ông từng giữ chức Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam từ năm 1976, từ năm 1981 gọi là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng cho đến khi nghỉ hưu năm 1987. Trước đó, ông từng giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ từ năm 1955 đến năm 1976. Phạm Văn Đồng có vợ là bà Phạm Thị Cúc, sinh năm 1922, kém ông 16 tuổi, sinh được một người con trai duy nhất là Phạm Sơn Dương. Phạm Sơn Dương sinh năm 1951 là Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông là Phó Giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Bộ Quốc phòng Việt Nam. Năm 2009, được Thủ tướng Thăng Quân Hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng. Nhà thơ Việt Phương kể, Thủ tướng Phạm Văn Đồng tuy yêu thương con trai nhưng cũng rất nghiêm khắc với con khi phạm sơn dương học tiểu học có lần vì mâu thuẫn phạm sơn dương đã đánh nhau với một cậu bạn học là con của một người sửa xe ở đầu phố cậu bạn học đó cao to hơn phạm sơn dương nên kết quả là phạm sơn dương bị đánh đau đớn khắp người xây xước khi con trai đi học về nghe con trai kể lại sự tình thủ tướng phạm văn đồng liền cho người đến chuyển lời xin lỗi của ông tới gia đình người thợ sửa xe đó Người thợ sửa xe đã vô cùng sững sờ và cảm động khi biết con trai mình đánh nhau với con trai của thủ tướng mà lại nhận được lời xin lỗi từ thủ tướng. Hôm đó, người thợ sửa xe cảm động nói: "Con trai tôi to con hơn, nó có bị sao đâu, chỉ có con trai của thủ tướng là bị đau. Tôi không ngờ thủ tướng lại xin lỗi chúng tôi như thế." Tuy là con trai của thủ tướng nhưng Phạm Sơn Dương sớm được cha mình dạy cho tính khiêm tốn. Phạm Sơn Dương hiền lành, ít nói và rất gắn bó với gia đình bên ngoại. Những người trong gia đình bên ngoại cũng vốn có tính cách khiêm tốn, được sự dạy dỗ của cha và các cậu, các dì bên ngoại, nên Phạm Sơn Dương rất hiền lành, ít nói. Tôi chưa bao giờ thấy Phạm Sơn Dương cậy thế cha mình là thủ tướng mà lên mặt với người khác. Là con trai của thủ tướng đương nhiệm khi đó nên bước vào tuổi trưởng thành, Phạm Sơn Dương nhận được không ít lời đề nghị cấp học bổng của các nước bạn, nhưng thủ tướng Phạm Văn Đồng từ chối tất cả những lời đề nghị đó. Ông không muốn con trai mình hưởng đặc quyền đặc lợi mà yêu cầu con trai mình phải tự rèn luyện bản thân. Vì thế, thay vì cho con trai đi học nước ngoài, ông quyết định cho con vào quân đội. Quãng thời gian đi học, Phạm Sơn Dương được đối xử như một học sinh bình thường, chứ không phải con trai của Thủ tướng. Vì công việc bận rộn nên khi đó Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng rất ít khi có thời gian lên thăm con. Ông thường nhờ cấp dưới lên thăm và động viên con trai học hành. Có thời gian rảnh rỗi hay khi tiện việc đi công tác, ông thăm con trai ở trường. Nhưng lần viếng thăm nào của ông cũng rất kín đáo, không hề rình ràng nên hiếm ai biết có Thủ tướng ghé quả hiểu tính cách của cha mình nên sau này phạm sơn dương cũng sống rất kiêm tốn đi sơ tán hay đi làm việc không bao giờ phạm sơn dương nói mình là con thủ tướng để tránh nhận được sự quan tâm đặc biệt từ mọi người trước khi qua đời thủ tướng phạm văn đồng đã dặn dò con trai duy nhất của mình ba không có tài sản gì để lại cho con ba chỉ để lại cho con một sự nghiệp để tiếp tục ba yêu cầu con chăm sóc má chăm lo dạy bảo các con của con mạnh khỏe ngoan ngoãn học giỏi trở thành người có ích cho xã hội cho đất nước xứng đáng là người sĩ quan của quân đội ta bà lê hãn và lê kiên trung con trai cố tổng bí thư lê duẩn lê duẩn tên khai sinh lê văn nhuận bí danh anh bà 7 tháng 4 năm 1907 10 tháng 7 năm 1986 là một chính trị gia bí thư thứ nhất đảng lao động việt nam từ năm 1960 đến năm 1976 Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1976 đến 1986. Lê Duẩn có hai người vợ với tổng cộng 6 người con, trong đó hai người trở thành lãnh đạo cấp cao. Người đầu tiên là Lê Hãn, là một đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên cục trưởng cục kỹ thuật quân khu 7. Ông còn có tên là Lê Thạch Hãn, sinh năm 1929 tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Năm 1945 tham gia giành chính quyền tại Quảng Trị và được chọn làm thư ký cho ông Trần Hữu Dực, Chủ tịch tỉnh Quảng Trị khi mới 16 tuổi. Năm 1946, gia nhập đoàn quân Nam Tiến và được đi học một lớp tình báo của Trung Bộ mở ở Quảng Ngãi. Năm 1951, được cử sang Trung Quốc học pháo bình. Cuối năm 1953, được lệnh về nước để tham gia chiến dịch Đông Xuân. Ông được phân công làm chính trị viên, bí thư tri bộ đại đội pháo bình 113. Năm 1955, được cử sang Liên Xô học ở Học viện Không quân Zhukov, nơi đào tạo các kỹ sư chế tạo máy bay. Trước đó, Lê Hồng Phong cũng học ở học viện này. Có khá ít tài liệu về đại tá Lê Hãn, về sự nghiệp của ông, có thể tóm lược qua các bài viết về cha ông, cố tổng bí thư Lê Duẩn như sau. Ông được đào tạo chính quy trong quân đội ở Trung Quốc và Liên Xô. Ông nói được thành thạo hai ngôn ngữ này. Ông đã tham gia các trận đánh lừng lẫy ở Tây Bắc, Thượng Lào và chiến dịch Điện Biên Phủ trong vai trò bí thư tri bộ đại đội pháo binh 113. Con trai đầu của Lê Hãn là Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Người tiếp theo là Lê Kiên Trung, sinh năm 1958, là một thiếu tướng Công an Nhân dân. Ông từng là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an. Từ năm 2008 đến năm 2010 là cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. Người kế nhiệm ông làm cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2010 đến tháng 5 năm 2015 là vợ ông, bà Nguyễn Thị Thu Hương năm 2011 được điều động chuyển sang Bộ Công an giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2 Bộ Công an. Năm 2016 là Thiếu tướng Công an Nhân dân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an. 4. Lê Nam Thắng, con trai cố cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Đức Thọ. Lê Đức Thọ tên khai sinh Phan Đình Khải, mùng 10 tháng 10 năm 1911, nguyên cố vấn ban chấp hành trung ương đảng, nguyên trưởng ban tổ chức trung ương, phụ trách nhân sự đảng suốt một thời kỳ dài 1956 đến 1982, trực tiếp phụ trách đoàn ngoại giao Việt Nam đàm phán với Mỹ về hiệp định Paris. Sau khi hiệp định Paris được ký kết, ông Thọ trở thành người châu Á đầu tiên được trao tặng giải Nobel Hòa bình cùng với ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger vào năm 1973. Nhưng ông đã từ chối nhận giải với lý do Ủy ban giải đặt ngang bằng kẻ xâm lược và người bị xâm lược giữa kẻ gây chiến tranh và người tạo hòa bình. Đó là giải Nobel duy nhất dành cho người Việt cho đến nay. Con trai của ông là Lê Nam Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, sinh năm 1955. Ông được đánh giá là người có nhiều đóng góp trong việc đưa thị trường viễn thông từ độc quyền chuyển sang cạnh tranh có lợi cho người tiêu dùng. Thứ trưởng Lê Nam Thắng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành viễn thông tại Liên Xô, sau đó về nước phục vụ trong quân đội sau đó ông lê nam thắng công tác tại công ty viễn thông quốc tế của vnpt sau đó công tác tại tổng cục biêu điện bộ biêu chính viễn thông bộ thông tin và truyền thông trong nhiều năm qua thứ trưởng lê nam thắng phụ trách mảng viễn thông và là người có nhiều công lao trong việc đưa thị trường viễn thông từ độc quyền chuyển sang cạnh tranh chính điều này đã thúc đẩy thị trường viễn thông việt nam phát triển mạnh và đưa viễn thông từ dịch vụ xa xỉ trở thành bình dân hiện việt nam đã là quốc gia có giá cước viễn thông thuộc nhóm rẻ nhất thế giới Thứ trưởng Lê Nam Thắng được giới truyền thông đánh giá là con người có tầm nhìn. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc định hướng thị trường viễn thông cũng như lựa chọn thời điểm và triển khai các công nghệ mới một cách phù hợp với điều kiện thị trường Việt Nam. Trên đây là những người con của các khai quốc công thần Việt Nam trở thành lãnh đạo cấp cao. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OVBeast. Xin chào và hẹn gặp lại.